Các bạn ơi, mình bây giờ cùng nhau đi làm món sữa ngô này. Sữa ngô vị dừa ngon nhé. Em à sẽ dùng một bắp ngô này, chỉ lấy một bắp ngô và một số miếng dừa. Dừa mình mua về mình nạo cái phần vỏ đi. Bây giờ mình sẽ đi mình cắt ngô ra nhé. Mình ngô thì mình dùng một loại ngô ngọt rồi. Các bạn có thể dùng ngô nước ngọt. Mình dùng một bắp hoặc là một nửa bắp tùy theo các bạn sữa nhiều hay ít các bạn làm. Em à dùng một bắp này. Mình dùng cái ngô ngọt này rồi thì chốt nữa mình làm mình không cho đường nữa. Còn nếu như mà các bạn mà dùng cái ngô nếp nhà mình ấy, ngô nó không ngọt ấy, thì mình có thể cho thêm một chút đường thốt nốt vào hoặc đường dừa vào nhé. Rồi mình sẽ lấy một bắp ngô. Dừa thì mình sẽ nạo khoảng lấy một chút thôi, đừng nhiều quá nhé các bạn nhé. Mình có thể, những bạn nào mà không có cái dừa tươi ấy, thì các bạn có thể dùng cái cùi dừa khô của mình cũng được. Ở châu Âu, ở những vùng mà không có được dừa tươi thì các bạn mua cái cùi dừa khô. Các bạn dùng khoảng 2-3 thìa dừa khô. Còn tươi thì các bạn có thể dùng khoảng 50g dừa tươi cho bạn nó thơm mùi dừa. Thế thôi, cho nó như vậy thôi. Rồi em sẽ dùng bằng cái máy sữa hạt. Giờ em cho vào máy nó làm cho mình rất là nhanh. Cho máy sữa hạt nhá. Mình sẽ đổ hết cái hỗn hợp này vào cái máy làm sữa hạt nhỏ nhỏ xinh xinh. Hôm nay mình dùng khá là nhiều ngô luôn, một bắp ngô này. Đấy, một bắp ngô này ít nhất là khoảng 100g ấy, 100 đến 150g ngô. Đấy, khá là nhiều. Bây giờ mình sẽ đổ khoảng 600ml nước vào cho mình đun. Cái máy này được khoảng 1 lít, các bạn đổ khoảng 600ml nước vào nhé. Vì hôm nay mình dùng khá nhiều ngô. Rồi đậy nắp lại. Emma đang dùng cái máy sữa hạt của Matsuto thì mình bật cái chức năng Start lên. Nó có rất là nhiều chức năng để mình nấu. Thì mình chọn cái chức năng đó là sữa hạt. Mình chọn cái phần sữa hạt. Khi chọn được cái phần sữa hạt là mình để khoảng 25 phút các bạn nhé. Cái máy này để khoảng 25 phút rồi mình ấn Start là xong. Đấy, để cho máy sẽ nấu sữa cho chúng ta rất đơn giản. Sau khoảng thời gian 25 phút là máy nó có tín hiệu bíp bíp là sữa đã chín rồi. Chúng ta sẽ đi rót sữa ra. Ngon lắm. Mình sẽ cho sữa ra cốc uống. Ui, sữa đặc ngon chưa? Các bạn nếu mà thích sữa nó mịn hơn nữa các bạn có thể lọc nhé. Nhưng mà cái em mà không cần phải lọc. Em thích ăn kiểu nó hơi lợn cợn một chút nhưng nó không cợn lắm đâu. Đấy là mình có món sữa ngô béo ngậy thơm ngon. Mời cả nhà mình. Với cái máy Matsuto này nó cũng rất là tiện. Thì trong quyển sách Ăn Chay Healthy, Emma xuất bản có hướng dẫn cho anh chị em mình rất nhiều cái chế độ ăn uống cho người ăn xanh để ngăn ngừa cải thiện phòng bệnh và đặc biệt là ăn chay không lo thiếu chất. Quyển sách Emma mới xuất bản, anh chị em mình cũng có những cái công thức sữa hạt ở đây để anh chị em mình tham khảo. Thì ai chưa có quyển sách này, mọi người nhớ có quyển sách. Và ngoài ra quyển sách Eat Clean cho những gia đình mà đang ăn thịt cá, mọi người cũng có rất nhiều công thức sữa hạt để anh chị em mình áp dụng. Thì hai quyển sách này Emma cũng xuất bản để anh chị em mình có thể tham khảo về sách nấu ăn healthy nhé. Sách Ăn Chay và sách Eat Clean chúng ta có thể mua tại Tiki ở Shopee đều có. Còn những cái quyển, cái em thấy là với cái máy Matsuto này chưa đến khoảng 1 triệu đâu. Trong nhóm của mình có chương trình là mua chung máy này. Nếu như anh chị em mình ai thích máy này thì nhắn tin cho Emma và được tặng thêm sổ tay công thức sữa hạt, rất nhiều những món sữa hạt tốt cho sức khỏe nữa để anh chị em mình có thể làm nhiều công thức sữa hạt dinh dưỡng nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả anh chị em mình rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.